Chúng ta trải qua khó khăn vì nhiều lý do khác nhau và trải nghiệm đối mặt với thử thách có thể phục vụ nhiều mục đích trong cuộc sống của chúng ta. Sau đây, Quốc canh chia sẻ với các bạn những lý do có thể khiến con người trải qua những khó khăn. Những lý do này là sự an bài của cuộc đời để giúp chúng ta ngày càng phát triển, tăng trưởng và tiến hóa. Thứ nhất, tăng trưởng và phát triển cá nhân khó khăn thường mang lại cơ hội cho sự trưởng thành học hỏi và phát triển tính cách cá nhân thông qua việc đối mặt với thử thách chúng ta có thể phát triển khả năng phục hồi sức mạnh và trí tuệ khó khăn có thể đẩy chúng ta ra khỏi vùng an toàn buộc chúng ta phải thích nghi học hỏi những kỹ năng mới và khám phá sức mạnh bên trong của mình thứ hai xây dựng sự đồng cảm và lòng trắc ẩn của chúng ta trải qua khó khăn có thể giúp chúng ta hiểu sâu hơn và đồng cảm hơn với những người đang gặp khó khăn tương tự nó có thể nuôi dưỡng lòng trắc ẩn và mong muốn giúp đỡ hỗ trợ những người đang trải qua những thử thách tương tự khó khăn có thể nuôi dưỡng cảm giác liên kết với nhau và nhắc nhở chúng ta về tình nhân loại chung của chúng ta. Điều thứ ba, trân trọng những khoảng thời gian tốt đẹp. Khó khăn có thể giúp chúng ta trân trọng những khoảng thời gian tốt đẹp và phước lành trong cuộc sống của mình. Trải qua những trải nghiệm khó khăn có thể khiến chúng ta biết ơn nhiều hơn về những niềm vui đơn giản và những khía cạnh tích cực của cuộc sống mà trước đây chúng ta có thể coi là đương nhiên điều thứ tư khó khăn có thể là những người thầy rất mạnh mẽ mang đến những bài học cuộc sống quý giá và cơ hội để chúng ta tự suy ngẫm chúng có thể giúp chúng ta đánh giá lại các ưu tiên giá trị và niềm tin của mình thông qua việc xem xét nội tâm chúng ta có thể hiểu rõ hơn về bản thân mình các mối quan hệ và mục đích sống của chúng ta điều thứ năm Khó khăn có thể mang mọi người đến gần nhau hơn. Khi đối mặt với thử thách, chúng ta thường tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè và cộng đồng. Những trải nghiệm được chia sẻ này có thể làm sâu sắc thêm mối liên kết và tạo ra cảm giác đoàn kết và hỗ trợ. Điều thứ sáu, từ góc độ tâm linh, khó khăn là một phần trong hành trình và sự trưởng thành của tâm hồn chúng ta. Những thử thách này tạo cơ hội cho tâm hồn chúng ta học hỏi, phát triển và mở rộng nhận thức. Chúng có thể giúp chúng ta phát triển những phẩm chất như là lòng trắc ẩn, sự tha thứ, khả năng phục hồi và sức mạnh nội tâm. Điều thứ bảy, khó khăn thường mang đến cho chúng ta những trở ngại và hạn chế mà chúng ta phải vượt qua. Bằng cách đối mặt trực tiếp với những thách thức này, chúng ta có thể thoát khỏi những giới hạn và nỗi sợ hãi từ áp đặt có thể cản trở chúng ta. Quá trình vượt qua khó khăn này có thể dẫn đến trao quyền và chuyển hóa cá nhân. Điều thứ 8. Khó khăn là kết quả của những bài học về nghiệp báo hoặc từ những hành động trong quá khứ của chúng ta. Chúng ta có thể đang trải qua hậu quả của những lựa chọn hoặc những hành động được thực hiện ở kiếp trước, hoặc thậm chí trong kiếp sống hiện tại bằng cách vượt qua những thử thách này chúng ta có cơ hội học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ và đưa ra những lựa chọn khác nhau trong tương lai điều thứ chín khó khăn có thể kiểm tra khả năng phục hồi và sức mạnh nội tâm của chúng ta chúng thách thức chúng ta tìm ra lòng dũng cảm và quyết tâm để kiên trì vượt qua nghịch cảnh bằng cách đối mặt và vượt qua những thời điểm khó khăn chúng ta có thể phát triển ý thức mạnh mẽ hơn về bản thân mình và xây dựng khả năng phục hồi sẽ phục vụ chúng ta trong những thử thách trong tương lai. Điều thứ 10, khó khăn có thể là thách thức mục tiêu và khát vọng của chúng ta buộc chúng ta phải đánh giá lại những gì thực sự quan trọng đối với mình. Chúng có thể giúp chúng ta làm rõ các giá trị, ưu tiên và ước vọng của mình. Thông qua nghịch cảnh, chúng ta có thể khám phá những đam mê mới hoặc xác định lại con đường của mình dẫn đến một cuộc sống đích thực và trọn vẹn hơn. Điều thứ mười một, khó khăn mang đến cơ hội phát triển khả năng phục hồi. bằng cách vượt qua những thời điểm khó khăn, chúng ta học được cách thích nghi, giải quyết vấn đề và quản lý căng thẳng. Những kỹ năng này có thể là vô giá trong những thử thách trong tương lai và có thể góp phần mang lại sức khỏe tinh thần và cảm xúc tổng thể. Điều thứ mười hai. Khó khăn có thể dạy chúng ta trân trọng hành trình thay vì chỉ tập trung vào tiếp đến. Chúng nhắc nhở chúng ta cuộc sống không phải lúc nào cũng thuần bờm xuôi gió và sự trưởng thành thường diễn ra trong những thời điểm thử thách. Bằng cách chấp nhận quá trình này và học hỏi từ những thất bại, chúng ta có thể tìm thấy ý nghĩa và sự thỏa mãn trong những thăng trầm của cuộc sống. Điều thứ mười ba. Trải qua khó khăn, có thể nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với những phước lành mà chúng ta có được và nuôi dưỡng sự khiêm tốn. Khi đối mặt với nghịch cảnh, chúng ta có thể nhận ra tầm quan trọng của những niềm vui đơn giản, những mối quan hệ hỗ trợ và những nhu cầu cơ bản. Lòng biết ơn và sự khiêm tốn này có thể dẫn đến cảm giác hài lòng hơn và kết nối sâu sắc hơn với bản thân và những người khác. Điều thứ 14 những trải nghiệm khó khăn của cá nhân chúng ta có thể truyền cảm hứng và là động lực cho những người đang trải qua những khó khăn tương tự bằng cách chia sẻ những câu chuyện về sự kiên cường và chiến thắng chúng ta có thể mang đến hy vọng sự động viên và lời khuyên thiết thực cho những người đang cảm thấy choáng ngợp hoặc chán nản những thử thách của chính chúng ta có thể trở thành nguồn cảm hứng cho người khác tạo ra hiệu ứng lan tỏa về sức mạnh và sự tích cực điều quan trọng cần nhớ là mặc dù khó khăn có thể là đau đớn có thể gây cho chúng ta rất nhiều những cảm giác choáng ngợp nhưng chúng cũng có thể dẫn đến sự phát triển cá nhân khả năng phục hồi và hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân cũng như thế giới xung quanh hành trình của mỗi người là duy nhất những bài học và sự trưởng thành từ những khó khăn có thể khác nhau điều cần thiết là phải tiếp cận những thử thách này bằng lòng chắc cẩn, tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần, và hãy nhớ rằng chúng là một phần không thể thiếu trong trải nghiệm của con người. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại